nay Vân Anh muốn được giới thiệu cùng với các bạn về những cái đôi giày búa của Vân Anh. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của Vân Anh. Hẹn gặp các bạn trong một cái video khác nha. Chúc các bạn luôn được bình an và vui khỏe. Bye.